Ban biên tập của chúng tôi rất vinh dự được gặp lại các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua về tình hình mưa lũ, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Cạn, lượng mưa đo được phổ biến từ 60 đến 150mm. Trên các con sông, suối xuất hiện biên độ lũ từ 1 đến 3 mét. Trên sông Năng, Ba Bể và sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Cạn, lũ ở mức báo động cấp 1. Mưa lớn kèm gió mạnh đã làm sạt lở tòa ly dương, tốc mái, ngập úng 12 nhà dân ở huyện Bắc Nạm, thành phố Bắc Cạn, Chợ Mới. Về nông nghiệp, tại huyện Chợ Mới có khoảng 86kg mạ mới gieo vụ mùa bị cuốn trôi, vùi lấp sạt lở, vùi lấp 1/2 hecta cây mạch đàn, khoảng 1,2 hecta ao nuôi thủy sản mất trắng. Tại thành phố Bắc Cạn, đường tổ 1A, phường Đức Xuân đi tổ bản Vẻn, xã Huyền Tụng bị sạt lở dài 20m, khối lượng sạt lở ước tính 40m3. Tại xã Quảng Chu, Chợ Mới, thôn Đà Lăng bị sạt lở đất ở khoảng 105m3. Thôn Bản Đét sạt lở khoảng 64m3, thôn Làng Trẻ bị xói lở, sụt mố cầu, thôn Cửa Khe bị cuốn trôi 60m đường giải cấp phối. Tại huyện Ba Bể có 2 công trình thủy lợi tại xã Khang Ninh và Mỹ Phương bị hư hỏng. Tại huyện Bạch Thông có 2 máy phát điện nhỏ của nhân dân bị lũ cuốn trôi. Chính quyền các địa phương đã kiểm tra, chỉ đạo tổ chức khắc phục theo châm ngôn 4 tại chỗ, tiếp tục tổng hợp, thống kê thiệt hại theo quy định. Sáng ngày 26 tháng 6, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tại tỉnh Bắc Cạn thông tin mưa kéo dài từ ngày 24 tháng 6 gây nhiều thiệt hại, trong đó một cháu bé tử vong vì sạt lở đất. Nạn nhân bị tử vong do sạt lở đất là cháu VTMT, khoảng 6 tuổi, trú tại thôn Bản Pèo, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn. Nạn nhân tử vong do bị sạt lở đất từ tòa ly dương làm sập nhà. Ngoài ra, mưa lũ kèm gió mạnh còn sạt lở đất gây hư hỏng 3 nhà tại xã Kim Lư và 2 nhà tại xã Văn Lang, huyện Na Rì. Tại xã Cư Lễ, có một nhà dân bị sạt lở sân và tường liền kề nhà. Về giao thông, tại huyện Na Rì, đường thôn Thẩm Mu, xã Văn Lang bị sạt tỏa ly âm dài 20m, cao 8m. Đường bê tông nông thôn Nà Pàn, xã Sơn Thành bị sạt tỏa ly âm dài 10m, cao 5m. Đường giao thông thôn Thục, xã Sơn Thành bị sạt lở, vùi lấp ruộng của người dân. Về thủy lợi, cũng tại huyện Na Rì, kênh mương thủy lợi thôn Nà Pán, xã Sơn Thành bị sạt lở khoảng 15m. Chính quyền địa phương đã tổ chức xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả, động viên thăm hỏi gia đình có người chết. Các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục, chỉ đạo rà soát, thống kê, tổng hợp thiệt hại theo quy định. Như vậy, trong đợt mưa từ ngày 22 tháng 6 tới nay, đây là lần thứ hai tại Bắc Cạn có người chết vì thiên tai. Trước đó, vào chiều ngày 22 tháng 6 tại thôn Khâu Nèn, xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nạm đã có một nạn nhân bị sét đánh tử vong. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 30 tháng 6, nắng nóng mở rộng ra vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày 29 tháng 6, ở khu vực Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 30 tháng 6, nắng nóng mở rộng ra vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo từ ngày mai 30 tháng 6, nắng nóng gia tăng ở các tỉnh miền Trung. Từ 31 tháng 6, khu vực này bước vào một đợt nắng nóng diện rộng gay gắt kéo dài nhiều ngày với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Các chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định đợt nắng nóng từ 38 đến 39 độ kéo dài từ 30 tháng 6 đến mùng 10 tháng 7 năm 2023 dọc các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa tới Bình Định. Đợt nắng nóng này bắt đầu từ đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và lan dần tới các tỉnh Nam Trung Bộ, nền nhiệt dao động từ 38 đến 39 độ vào các buổi trưa sang chiều. Nắng nóng chủ yếu tập trung ở vùng ven biển và các khu vực đô thị. Trong giai đoạn này cũng sẽ có các cơn mưa dông cục bộ vào các buổi chiều, nhưng mưa dông chủ yếu xảy ra ở phía Tây các tỉnh thành. Khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Nam Bộ
có mưa dông buổi chiều trong giai đoạn này. Điều đáng lo ngại là dự báo Trung Bộ vẫn rất hiếm mưa trong suốt tháng 7. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023 có khoảng 6 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 2 đến 4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Người dân cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Nắng nóng tiếp tục xảy ra, khả năng xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ từ nay đến tháng 8 năm 2023 với số ngày nắng nóng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 9, nắng nóng có thể xảy ra ở Bắc và Trung Trung Bộ với cường độ không gay gắt. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, số lượng bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo có khoảng 3 đến 5 cơn và có nguy cơ ảnh hưởng đến Trung Bộ. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023, tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ. Trong đó, tháng 12 năm 2023, nhiệt độ cao hơn từ 1 đến 1,5 độ so với trung bình nhiều năm. Tây Nguyên và Nam Bộ, tháng 10 tới tháng 11 năm 2023, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5. Tháng 12 năm 2023, nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ so với trung bình nhiều năm. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng đồng bằng và trung du 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất trong chương trình tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.